chào ngày mới, ngày đầu năm của năm Nhâm Dần 2022 nha. Dạ, Hiển Chợ Trời Vlog xin mến chúc đại gia đình mến yêu của một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và thành công. Năm mới, năm cô cột, chúc ông xã mạnh mẽ, khỏe, quá tươi, làm ăn phát tài, phát lộc, phát đủ thứ. Nhưng mà có đi đâu thì nhớ dẫn có biết theo được. Dẫn vợ theo đừng có đi một mình nha. Đây, lì xì cho ông xã. Rồi, cảm ơn vợ yêu. Năm mới ông xã cũng chúc bà xã được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nha, bây giờ thì Hiển gọi là retire rồi, không có thu nhập. Bởi vậy vợ cái này là gọi là lãnh lương của vợ. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra con phố bếp lì xì được cái gì nè. Wow, năm nay con bộ hơi nặng nha, nặng nha. À, lớn còn ví dụ nè, đưa cho nặng cũng đâu nha, nhiều nhưng mà nhiều thiệt chứ không đơn không giản. Không phải, tại mình muốn Tết là phải có đỏ. Trời ơi, bây giờ cái này là phong cách nè. Đó, phải đỏ rực rỡ chứ không có muốn là vui ha, vui ha. Ôi đồng tiền Út sao ta thương mi quá. Trời ơi, mọi người đều nói tiền Út là cái đồng tiền đẹp nhất thế giới các bạn, mà bữa nay mới nhìn thấy là đẹp thiệt. Biết sao không, hồi lúc sáng nó thấy mặc áo màu hồng cho nên phải chọn cái tiền màu hồng giống đó, áo đó. Cái thấy mặc màu xanh là ngon rồi. Qua năm màu xanh. Rồi gia đình Hiển với Hoàng cũng xin kính chúc nội ngoại hai bên luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mến chúc các anh chị em, các cháu cuộc sống luôn thành đạt và sức khỏe thì dồi dào, mỹ mãn, hạnh phúc tràn đầy. Mến chúc đại gia đình một lần nữa cùng chúc tân xuân. Hiển xin kính mời đại gia đình cùng Hiển tham quan một vòng những chùa để chúng ta cùng hái lộc cầu phước đức cho cha mẹ ông bà này kia. Mời các bạn theo vợ chồng của Hiển Chợ Trời Vlog nha. Các bạn thân mến, như thường năm thì gia đình Hiển đến cái chùa Thiên Ấn gọi là ngôi chùa ruột. Ngôi chùa ruột để giếng Phật gọi là bình hái lộc đầu năm mà. Trước tiên thì Hiển đi đến cái chùa Thiên Ấn này, rồi kế tiếp thì những cái chùa tiếp theo tùy theo cái khoảng thời gian mà Hiển có được. Mời các bạn cùng Hiển phó bếp dạo một vòng chùa rồi tham quan viếng cảnh chùa nha. Thì cái chùa này năm ngoái Hiển cũng có review, có giới thiệu các bạn rồi, là năm nay ở tại Úc này, ở tại New South Wales này không có hỗ trợ nha các bạn, không có hỗ trợ, nhưng mà những cái lắp đồ này kia họ làm nhỏ nhỏ. Riêng ở nhà Hiển thì có xuân, có có tổ chức đó. Lục bình mà nở bông sen. Năm nay dưới tượng Đức Bổn Sư Thích Ca thì chùa có làm thêm những vị đệ tử của ngài ngày xưa đó. Đây mình có hộp bí nè, đậu nè, kẹo nè đó. Rồi con có muốn thưởng lộc đây không con? Bữa nay ở chùa mình nấu món gì vậy hả? Có bún riêu thôi. Dạ bún riêu. Dạ, trưa trưa chút mình phải ăn phải không? Đúng rồi. Cái chơi được hết. Dạ. Chờ tôi đang gặp cái người quay. Dạ, năm rồi cũng có lên đây mua dạng thọ. Không, chi tiết nào vậy tặng mình? Dạ, Hiển Chợ Trời Vlog. Rồi. Mình bật nút rồi. Dạ. Thấy, rồi, cứ quay đi. Đó. Dạ, hồi năm rồi có quay cái cảnh đi mua bông dạng thọ ở đây rồi. Dạ, năm nào cũng vậy, ở nhà mình đi tới là tới chùa trước. Vậy là năm nay mình làm gọn, có món bún riêu thôi.
Dạ. Thì năm nào cũng muốn riêu đãi ăn nè. Dạ dạ. Không, mọi năm trước con thấy có bán đồ nhiều. Để đồ nhiều nóng quá bán để đồ. Cái danh để hoài. Đúng vậy. Dạ nóng quá ha. Quá. Sợ. Sợ nó hư rồi. Ừ dạ. Chắc con phải đi qua cái chùa bên kia chút. Rồi con cảm ơn. Con cảm ơn. Dạ. Dạ. À, các bạn thân mến, cái điểm tiếp theo của sáng mùng 1 Tết năm Nhâm Dần 2022 này thì gia đình của Hiển đang đến chùa Phước Huệ, là ngôi chùa lớn nhất ở tại cái vùng New South Wales này. Đó, thì sau lưng Hiển là chùa, thì khung cảnh ở đây thì năm nay cũng giống như năm rồi, cũng hơi vắng. Năm nay là Tết ngay ngày thứ ba đó, nãy Hiển có chia sẻ đó. Thì nói chung năm nào cũng vậy, gia đình Hiển đi về kiển chùa. Đây Hiển vừa nhận được cái tiền gọi là tiền lộc, lộc ở chùa Phước Huệ. Viết xong rồi viết thảy vô đây nha. Cái này mình viết mấy tên, một tên của mình thôi phải không? Muốn viết à, muốn viết cái gì cũng được đi. Viết nhiều nhiều đi, viết chú đâu tao đây giùm nhé. Không đứng đây mỗi năm đó. 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 Rồi. À. Hậu bình an là. Dạ. Thảy vô đây cho coi. Đây mình donation một cái bông sen màu hồng nè. Cái chuông nó nhân cơ đẹp lắm. À đó. Mình đi tìm cho một người bạn nào đẹp nhất mà dễ thương nhất ở đây mình tặng nha. Đó. Đây. For gift, Penny. I give you for new year. Oh, thank you auntie. Bây giờ mình nhìn tới nhìn lui mình chọn được cái này đó, cho nên mình thỉnh một cái này nha. Dễ thương quá nè. Cái này thì mình gửi bao nhiêu? Dạ cho mình 10 đồng đi chị. Yeah. Ủa rồi cái máy nghe kinh mình thỉnh sao hả chị hả? À chị nó cúng dường như cũng kỳ. À vậy hả? Cái này là đồ cho chùa không ạ? À? Ờ vậy thôi mình gửi 10 đồng đó luôn đi con. Mình thỉnh cái máy nghe kinh luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúc gia đình chị sức khỏe dồi dào. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Chị đưa cái nào thì đưa. Tại vì thấy thì cô có không biết cái này, cô mới đứng bán dùm cho ở đây. Dạ, rồi, mở rồi. Cho cô biết, cô mở đi. Dạ. Hello, Tại vì chào cái chị. Chào biết. Tại vì chú Nam Mô A Di Đà Phật. À, thì mình muốn chia sẻ cùng các bạn là cái lá sâm của Hiển năm nay nha. Sâm Quan Âm số 8, thượng thượng, da tốt dữ. Còn sâm của Phó Bíp thì... Không, cái sâm ở trên là sâm gì? Sâm Quan Âm. Đó, Quan Âm. Trung bình. Trung bình. Thua, tránh bíp rồi. Thua xa. À, các bạn thân mến thì sáng nay mình với gia đình đã đi chùa. Thì sau đó gia đình cũng có đi vòng vòng một chút xíu những cái địa điểm vui xuân, rồi trở về để mà chờ đài phát thanh Việt ngữ FPS ở tại Úc Châu này, họ có hẹn với Hiển là phỏng vấn để hỏi về những cái tiểu cảnh mà mình đã trang trí. Thì không ngờ hôm năm nay Hiển trời trời lên tới nóc luôn. Cũng hơi hồi hộp đây. À, không biết họ hỏi cái gì thì thật sự ra sở dĩ họ biết tới Hiển là các bạn trẻ share những cái hình ảnh mà Hiển đã làm cho các bạn chụp hình
Thì từ chỗ đó các bạn mới share rộng rãi ra, rồi các em các cháu mới biết, mới đến đây chụp. Thì từ cái chỗ đó đó, có những cái đứa em đứa cháu đó cũng quen biết với những anh chị em phát thanh viên ở đài SBS, thì họ mới hỏi để họ xin đến đây để phỏng vấn Hiển. Trước đây á, mình là gọi là cái fan mà fan ruột của đài SBS nha. Sáng chiều đó, ngày xưa đài SBS phát thanh sáng 9 giờ, chiều 7 giờ. Rồi sau này họ mới dồn lại, nhường cái buổi sáng lại cho đài phát thanh tiếng gì đó của tiếng Trung Hoa đó. Rồi buổi chiều 2 giờ dồn lại cho đài phát thanh Việt ngữ. Thì từ cái chỗ đó có nhiều người thích, mà có nhiều người cũng không đồng ý, là tại vì trước đây Hiển đi làm thì 9 giờ Hiển vào ăn sáng Hiển hay nghe. Xuyên suốt mình nghe, rồi chiều về nhà nghe. Thì cái đó cũng là cái để mà an ủi người Việt tha hương. Thì Hiển biết rất là nhiều tên tuổi của anh chị em phát thanh viên ở đài SBS, như là ở miền Bình có anh Quốc Việt nè, chị Phượng Hoàng nè, ở đây thì có anh Vũ Nhuận nè, có anh Phan Bách nè, ở đại khái cũng cái gì Mạnh? Duy Mạnh. À, có những anh chị em có cái giọng đọc rất là hay. Đây là những bạn hiền của Hiển đến tham quan kìa. Cameraman World đó. Năm mới phát tài. Rồi vô trong đi, chào chúc. Thì bây giờ mưa tới rồi, Hiển xin tạm ngưng chút xíu nha. Cô chú cứ nói chuyện thoải mái, Kim Anh sẽ edit lại ha. Dạ hiểu cô. Kim Anh xin chào chú Hiển và cô Mai Hoàng. Không biết là hôm nay gia đình mình ăn Tết như thế nào rồi ạ? Hôm nay là Kim Anh sẽ viết bài, rồi có kèm một số hình ảnh, rồi có cái đoạn audio phỏng vấn này đăng lên cái trang web. Dạ cảm ơn. Cảm ơn cô Kim Anh rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn cô Kim Anh. Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi các bạn cũng nghe qua cái đoạn thu âm của đài phát thanh Việt ngữ SBS. Rất là hân hạnh khi được trò chuyện cùng biên tập viên của đài phát thanh SBS, và mong rằng qua cái chương trình này khán thính giả tại Úc Châu sẽ hiểu biết và thương mến Hiển Chạy Trời, để cùng nhau xem mà ủng hộ cho bà con mình, cho những người Việt định cư tại Úc muốn tìm những cái hướng đi mới ngoài những cái công việc làm ăn tay chân bình thường. Đến đây clip đến đây Hiển với Phó Bíp xin phép tạm kết thúc. Mến chúc đại gia đình mến yêu có một mùa xuân Nhâm Dần 2022 dồi dào, hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Mến chào tạm biệt nha. Happy New Year. Năm mới.